Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Đặng, nãy đó con nhầm vang chú chi con nhầm cái muỗng á. Hôm nay bếp nhà mình sẽ làm giò xào chay. Mẹ xin nhé. Nãy con dặn cái đó á. Ba trăm gram nấm tươi mini king. Tỏi băm, một muỗng canh hạt nêm, một muỗng cà phê tiêu, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, 5g nấm mèo khô ngâm nước, rửa sạch chất ráo. Nấm xả sạch nước muối, rửa sạch chất ráo. Hai trăm năm mươi ml nước ấm, 10g bột rau câu. Bột rau câu hòa với nước ấm quậy tan. Cho tỏi vào chảo phi thơm, sau đó cho nấm vào xào. Xào nấm gần chín, chúng ta cho tiếp nấm mèo vào xào. Chúng ta cho tiếp gia vị vào xào. Grill tao. Ta cho tiếp nước rau câu vào. Nấu đến khi rau câu tan và sạch lại là được. Grill tao. Cho nấm xào vào khuôn, ém chặt lại. Chúng ta để vào tủ lạnh ngăn mát khoảng 24 giờ là được.
Trời ơi, đưa vai cô quá trên nguyên. Quá trên nguyên. Quá trên nguyên. Trời ơi, đưa vai cô quá trên nguyên. Kìa, trời. Chúc tất cả mọi người thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.